và các bạn thân mến, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Quý Mùi trong năm 2020. Trong năm Canh Tý này, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ. Phong Thủy May Mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Quý Mùi năm 2020. Vận trình của con giáp này về cơ bản khá là thuận lợi, công danh, tài lộc đều trên đà phát triển thịnh vượng, song có thể phải đề phòng họa tiểu nhân ập tới. Tử vi 2020 cho thấy trong năm tuổi Quý Mùi hại Thái Tuế nên Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế phù làm bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy May Mắn khái quát chung về tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong năm Canh Tý. Con giáp thuộc niên mệnh này bản mệnh nạp âm là Dương Liễu Mộc, có ngày sinh từ mùng 1 tháng 2 năm 2003 đến ngày 22 tháng 1 năm 2004. Người tuổi Quý Mùi gặp năm Canh Tý, thiên can canh lộ xuất thương quan, còn địa chi Tý Thủy lộ xuất tiên tài và Tý Mùi tạo nên cục diện tương hại, nên trong năm nay người tuổi Quý Mùi vẫn có thể gặt hái được thành công nhất định trong việc học hành, khá thuận lợi trong việc buôn bán kinh doanh. Thế nhưng vì năm nay là năm cục diện hại Thái Tuế nên năm nay là năm phạm cục diện hại Thái Tuế nên dù làm ăn khá thì cũng vẫn tồn tại những tín hiệu nguy hiểm. Nếu không có sự đề phòng thì dễ gặp phải tổn hại do tai họa ngầm. Ngoài ra thương quan chiếu mệnh còn đại diện cho những chuyện thị phi rắc rối. Vì thế trong năm 2020, dù việc làm ăn lợi lộc có sự phát triển nhất định nhưng người tuổi Quý Mùi dễ gặp phải tai họa khôn lường. Thêm vào đó, Thái Tuế cũng khiến cho người tuổi Quý Mùi phạm đào hoa, vì vậy bản mệnh cần phải chú ý, biết giữ mình, tránh xa vào tử sắc cho dù là duyên khắc giới vượng. Nhưng chắc chắn đây đã là một cho dù duyên khắc giới vượng, nhưng chưa chắc đây đã là một điều đáng mừng. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nam mệnh. Xét về phương diện tình cảm, chiếu theo sự vận chuyển âm dương trong ngũ hành Canh Tý cho thấy đây là một năm về tình cảm có sự mai mối. Tuy nhiên chú ý có người phá hoại. Cung tam hợp tử vi Quý Mùi 2020, nam mạng có các sao đào hoa, phúc đức, thiên hỷ, mộc dục, thiếu dương, đường phù, tấu thư, suy, thiên không. Đây là bộ sao chủ đề có tin vui trong gia đình. Tuy nhiên công việc làm ăn của gia đình không được tốt. Để có sự hấp dẫn hơn với người khác phái nên thỉnh khẩm tước phỉ thúy. Khẩm tước phỉ thúy là vật phẩm hàng đầu về nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý, cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Xét về phương diện sức khỏe, năm 2020, cung nhị hợp tử vi tuổi quý mùi năm 2020, nam mạng có các sao lộc tồn, bác sĩ, tràng sinh, bạch hổ. Đây là bộ sao chủ về có người giúp đỡ về tiền bạc, ốm đau, bệnh tật thì nhanh khỏi. Cung đặt mệnh tử vi Quý Mùi 2020, nam mạng có các sao nguyệt đức, tuyệt, đại hao, tử phủ, kiếp sát, phá toái, tuần. Đây là bộ sao chủ về có tình duyên được người giới thiệu. Tuy nhiên, trong năm nay, nam mệnh Quý Mùi chú ý cẩn thận đường tiêu hóa, không được tốt, sức khỏe kém, có người nói xấu sau lưng. Năm nay, tuổi Quý Mùi nên chú ý bệnh về đường tiêu hóa hay là dạ dày không được tốt. Xét về phương diện học hành, đối với việc học hành thì trong năm 2020 không phải là một năm tốt, việc học hành gặp nhiều bất lợi, kết quả thi cử không được cao. Trong năm, hãy thỉnh Bát Nhã Tâm Kinh để đem lại bình an, sức khỏe, may mắn trong học tập. Bát Nhã Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần, tài lộc, tiền bạc của nam Quý Mùi chưa làm ra được bao nhiêu, tuy nhiên lại có sự tiêu pha và hao tán nhiều, cần biết cách chi tiêu cho đúng, hợp lý, tránh những trường hợp tiêu pha tiền bạc một cách hoang phí. Luật giải tử vi tuổi Quý Mùi năm 2020, nam mạng theo 12 tháng âm lịch. Tháng 1 đầu năm mọi việc không được tốt, chú ý bệnh về đường tiêu hóa kém. Tháng 2 có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên chú ý cẩn thận mất mát của cải tiền bạc. Tháng 3 trong nhà có người già ốm đau, bệnh tật lâu khỏi. Tháng 4 có người giúp đỡ về tiền bạc, đau ốm thì nhanh khỏi bệnh. Tháng 5 có tin vui về tình cảm và trong họ hàng có nhiều tin vui hỷ tín đưa. Tháng 6 trong nhà có sự sửa sang hay là mua sắm nhiều đồ vật trong gia đình. Tháng 7 tiền bạc có sự tiêu pha hao tán nhiều, chú ý bệnh về nhức mỏi. Tháng 8, công việc làm ăn của bố mẹ có sự thay đổi, ra ngoài chú ý lời ăn tiếng nói. Tháng 9, đường tình cảm không được tốt, việc học hành kết quả không được cao. Tháng 10, gia đình thiếu hòa khí, ra ngoài chú ý xe cộ đi lại cẩn thận.
Tháng 11 được âm phù dương trợ cho nên mọi việc gặp hung hóa cát. Tháng 12 thì việc học hành không được tốt, ra ngoài chú ý tai nạn miền sông nước. Kết luận tử vi Quý Mùi năm 2020 Nam Mạng ra sao? Năm 2020 tuổi Quý Mùi Nam Mạng có nhiều may mắn về tình duyên, có người mai mối giúp đỡ về tình cảm. Người tuổi Quý Mùi cần phải nắm bắt thời cơ để tìm bạn đời cho mình. Tuy nhiên, việc học hành thi cử vẫn phải đặt lên hàng đầu. Nam Quý Mùi tháng này có vận số tốt. Nam Quý Mùi tháng có vận số tốt là tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Tháng có vận số xấu là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Tóm lại, nhìn chung tử vi tuổi Quý Mùi năm 2020 Nam Mạng không được tốt. Tất cả mọi việc đều bị hạn chế. Ra ngoài thì tiền bạc có sự tiêu pha nhiều, sức khỏe không được tốt. Để mọi điều suôn sẻ, tuổi Quý Mùi nên thỉnh vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Khuyên người tuổi Quý Mùi hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp giúp chiêu quý nhân, hóa giải thị phi miệng tiếng. Có quý nhân phù trợ thì chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của phong thủy may mắn được làm từ gỗ huyết long quý, kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ in hình 3 con linh vật Hợi, Mão, Mùi sẽ đem lại cho con giáp này vượng về hậu vận. Thứ hai, chúng ta cùng xét đến nữ mệnh. Xét về phương diện tình cảm, cung xung chiếu tử vi tuổi Quý Mùi nữ mạng năm 2020 có các sao Đào Hoa, Phúc Đức, Thiên Hỷ, Dưỡng. Đây là bộ sao chủ về trong nhà có chuyện buồn đưa tới và có người già ốm đau. Chiếu theo sự vận chuyển âm dương can chi ngũ hành của năm Canh Tý cho thấy đây là một năm tình cảm khá tốt, có tình duyên đưa tới và gặp được nhiều bạn. Phái nữ nên có cách cư xử đúng mực, không nên quá nóng nảy, bốc đồng, nói năng không suy nghĩ, khiến cho đôi bên đều phải chịu tổn thương. Những người đã lập gia đình thì nên chú ý giữ khoảng cách với những người khác giới, không để những mối quan hệ ngoài luồng gây rạn nứt tình cảm, ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Với những bạn chưa lập gia đình thì để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu với nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang nên đây là một trong những vật phẩm hàng đầu tại phong thủy may mắn để kích tình duyên. Về phương diện sức khỏe năm 2020, cung đặt mệnh tử vi Quý Mùi 2020 nữ mạng có các sao Tấu, Thư, Thiếu, Âm, Hồng, Loan, Duy. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài gặp được nhiều bạn bè, tuy nhiên chú ý cẩn thận bệnh về phụ khoa. Cung nhị hợp tử vi tuổi Quý Mùi 2003 năm 2020 nữ mạng có các sao Phượng, Các, Giải Thần, Thai, Phục Binh, Điếu Khách, Quả Tú, Địa Võng. Đây là bộ sao chủ về tình cảm bị đưa vào chồng, cẩn thận có thai. Chú ý mắc bệnh về phụ khoa hay là do suy nghĩ nhiều mà sinh ra bệnh tật đau ốm. Tuổi nữ Quý Mùi đang tuổi ăn tuổi lớn, tâm sinh lý thay đổi, suy nghĩ còn bồng bột, thiếu chín chắn. Có lẽ chính vì thế nên nhiều khi gây ra những hậu quả khó là lường. Tự nhận thức mọi việc một cách khách quan, hãy chia sẻ với tiền bối từng trải, có kinh nghiệm trong cuộc sống để nhận được những lời khuyên thích hợp. Về phương diện học hành, gặp nhiều may mắn, tuy kết quả không đạt được như mong muốn nhưng cũng đạt đủ điểm để vượt qua. Tài lộc tiền bạc của nữ mệnh Quý Mùi chưa làm ra được bao nhiêu nên phải biết cách chi tiêu trong cuộc sống. Cung tam hợp tử vi Quý Mùi 2020 nữ mạng có các sao Thiên Quan, Lưu Niên, Văn Tinh, Tuyệt, Đại Hao, Trực Phù, Long Đức, Mộc Dục, Đà La, Triệt. Đây là bộ sao chủ về tiền bạc hao tiêu nhiều và có sự quan hệ tình cảm yêu đương, tuy nhiên ra ngoài cũng cần phải chú ý cẩn thận. Kết luận tử vi tuổi Quý Mùi 2020 nữ mạng. Năm 2020 tuổi Quý Mùi nữ mạng có nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là tình cảm, có người giúp đỡ, ra ngoài gặp được nhiều bạn khác giới. Nữ Quý Mùi tháng có vận số tốt là tháng 1 và tháng 6 âm lịch, tháng có vận số xấu là tháng 3 và tháng 11 âm lịch. Luận tử vi tuổi Quý Mùi năm 2020 nữ mạng theo 12 tháng âm lịch. Tháng 1 đầu năm vui xuân cùng gia đình và có nhiều tin vui tới về tình cảm. Tháng 2 có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên để chú ý về bệnh đau đầu lâu khỏi. Tháng 3 thì đường tình cảm không được tốt, cẩn thận có sự chia ly. Tháng 4 ra ngoài chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận họa về lời nói mà ra. Tháng 5 tiền bạc có sự tiêu pha nhiều, chú ý sức khỏe không được tốt. Tháng 6 trong nhà thiếu hòa khí, tình cảm bố mẹ không được tốt. Tháng 7 trong nhà có chuyện buồn, cẩn thận có tang trong gia đình. Tháng 8 tiền bạc hanh thông, có người giúp đỡ về tiền bạc, ốm đau bệnh tật thì nhanh khỏi. Tháng 9 chú ý trong nhà có người già đau ốm, nhất là nữ giới có bệnh lâu khỏi. Tháng 10 có quý nhân giúp đỡ về học hành, tuy nhiên thì suy nghĩ buồn phiền nhiều.
Tháng 11, có người phá hoại về tình cảm, ra ngoài chú ý cẩn thận sức khỏe, không tốt. Tháng 12, có sự mở mang thêm về kiến thức, tuy nhiên ra ngoài chú ý về cửa quan. Tóm lại, nhìn chung tử vi tuổi Quý Mùi năm 2020 nữ mạng là một năm cũng là khá may mắn mọi việc, mong muốn đều được. Tóm lại, nhìn chung tử vi tuổi Quý Mùi năm 2020 cũng khá may mắn, mọi việc mong muốn đều đạt được. Tuy nhiên về phần tình cảm để gặp được người tâm đầu ý hợp nhưng cũng bị người khác nói xấu sau lưng mà ảnh hưởng tới. Ngoài ra thì chú ý trong năm gia đình có chuyện buồn đau đưa tới. Xét chung về tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003, cả nam mệnh và nữ mệnh, người tuổi Quý Mùi gặp năm Canh Tý thiên can canh kim lộ xuất thương quan, còn địa chi Tý thủy lộ xuất thiên tài mà Tý Mùi tạo nên cục diện tương hại, nên trong năm nay, người tuổi Quý Mùi vẫn có thể gặt hái được thành công nhất định trong học hành, khá thuận lợi trong việc buôn bán kinh doanh, tài chính hoặc thủy lợi nhà hàng. Tuy nhiên, bản mệnh cần cố gắng bằng chính sức lực của mình, không nên ỷ lại vào người khác. Vì năm nay là năm phạm cục diện hại thái tuế, nên dù học hành có tốt, kinh doanh có thuận lợi, nhưng lộc lá sẽ không nhiều. Ngoài ra thì thương quan chiếu mệnh còn đại diện cho những chuyện thị phi rắc rối, vì thế trong năm 2020, dù việc làm ăn lợi lộc có sự phát triển nhất định, nhưng người tuổi Quý Mùi dễ gặp phải tai họa khôn lường. Thêm vào đó thì thái tuế cũng khiến cho người tuổi Quý Mùi phạm đào hoa, vì vậy bản mệnh cần phải chú ý biết giữ mình, tránh xa vào tử sắc, cho dù duyên khắc giới vượng nhưng chưa chắc đây đã là một điều đáng mừng. Bản mệnh có thể sẽ phải gặp nhiều chuyện rắc rối nếu quá chú tâm vào chuyện tình cảm. Vì thế, trước khi đi đến quyết định giữ mối quan hệ với ai, con giáp này cần phải cẩn trọng hơn, tập trung vào việc học hành. Tốt nhất, nếu thấy mối quan hệ nào tốt với mình thì nên phát triển, còn mối quan hệ nào mang lại nhiều điều tiêu cực thì nên giảm thiểu, thậm chí là chấm dứt. Bản mệnh cũng cần phải chú ý đến chuyện kiện tụng thị phi trong năm 2020 này. Do ảnh hưởng của thái tuế mà người tuổi Quý Mùi sẽ thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không có ý chí chiến đấu. Trong quá trình làm ăn thì tốt nhất không nên quá tham lam, muốn chiếm lấy những thứ không thuộc về mình, nếu không thì sẽ dễ vướng vào chuyện thị phi, hiểu lầm. Để mọi việc trong năm 2020 được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên người tuổi Quý Mùi nên thỉnh vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Có hai loại vòng tam hợp quý nhân làm từ hai loại gỗ quý là gỗ huyết long và gỗ tử đàn. Sự kết hợp giữa gỗ và đá mã não là một đột phá trong lĩnh vực phong thủy, là vật phẩm phong thủy có tác dụng cực mạnh, sử dụng để hóa giải năm hạn thái tuế, năm tuổi, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn thì tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc sẽ kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Dựa trên sự hòa hợp địa chi trong 12 con giáp, vòng tay tam hợp quý nhân bằng gỗ huyết long của phong thủy may mắn sẽ đem lại may mắn, tài lộc và có được quý nhân trợ giúp cho bạn. Tam hợp trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ tăng cường khí, năng lượng hộ thân, sự ngưng tụ khí đó còn đem lại may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và tài lộc của gia chủ. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành hóa khí, đả thông năng lượng, ngưng tụ thiên địa nhân khí, giúp hóa sát cải vận. Phối hợp tam hợp theo tuổi của nhị thập địa chi năm sinh còn gọi là minh hợp hay là quý thần hợp khí là vô cùng tốt lành cho phong thủy cải mệnh. Tất cả các vật phẩm phong thủy của chúng tôi đều được thầy Gia Cát hướng dẫn khai quang và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ để phát huy công năng tốt nhất của vật phẩm. Để được tư vấn giải đáp thắc mắc về phong thủy, khách hàng liên hệ trực tiếp hotline 0989 34 9119. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Mùi thái tế. Cái gì Mùi nhỉ? Không nhớ. Quý Mùi. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Quý Mùi thái tuế phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà các bạn hãy liên hệ với chương trình nhé. Vừa rồi thì phong thủy may mắn vừa tổng hợp và luận giải về tử vi tuổi Quý Mùi năm 2020. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.